Dạ em gọi cho anh từ đài truyền hình VTV ạ. À, hiện tại bên em đang chạy quảng bá cho các kênh âm nhạc, phim truyền hình Việt Nam. Cho nên em có một số công việc làm thêm có thể kiếm thêm thu nhập hàng ngày. Anh chỉ cần xem các video cho bên em phát xuống. Mỗi video anh xem từ 1 đến 2 phút, bên em sẽ thanh toán cho anh là 10.000 tiền hoa hồng. Chỉ cần xem clip là có tiền, những cuộc gọi mạo danh VTV như thế này vẫn ngày ngày kết nối với hàng trăm số thuê bao, hòng tìm kiếm những người dân nhẹ dạ cả tin để các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo. Trên tất cả các nền tảng mạng xã hội, đủ mọi chiêu trò được tạo dựng ra và gắn mác đài truyền hình quốc gia để người dân tin tưởng tham gia thực hiện nhiệm vụ. Dù liên tục phát đi thông tin cảnh báo, thế nhưng chính báo điện tử của VTV cũng trở thành một nạn nhân của những chiêu trò mạo danh lừa đảo. Khi mà báo điện tử nếu có tổ chức sự kiện nào đó thì báo điện tử bao giờ cũng sẽ có bài viết chính thống ở trên chính trang báo của mình. Do vậy là những cái thông tin về việc là báo điện tử tổ chức thời trang nhí hay là các cái chương trình tương tự như vậy là những cái thông tin giả mạo, mạo danh đài truyền hình Việt Nam. Cái này là hoàn toàn là không đúng pháp luật. Tuy nhiên, với hình thức giả mạo bằng các giao diện trang web giống như thật, thì người dân cũng rất khó phân biệt. Khi đã được mời vào trong nhóm chat, các đối tượng sẽ phân vai. Các phụ huynh ảo sẽ làm nhiệm vụ rất nhanh chóng, chuyển khoản và nhận tiền hoàn. Thời gian thực hiện nhiệm vụ cũng rất giới hạn, tạo tâm lý thôi thúc nạn nhân thực hiện chuyển tiền. Nạn nhân còn không hề nhận ra mình bị lừa cho đến khi tài khoản cạn kiệt. Thì dòng tiền chuyển qua chuyển lại giữa các ngân hàng giao dịch rất nhanh. Và việc truy vết cái dòng tiền đấy thì cũng mất khá nhiều thời gian của cơ quan chức năng. Và khi mà tìm hiểu ra thì dòng tiền đấy đã đi ra khỏi lãnh thổ Việt Nam rồi. Cái việc mà xác minh ra đối tượng vi phạm thì thường thường sẽ mất khá nhiều thời gian và công sức của các cơ quan chức năng. Để có thể ngăn chặn hành vi lừa đảo thì vẫn cần hơn nữa sự siết chặt quy trình lập tài khoản ngân hàng, đảm bảo các tài khoản hoạt động là chính chủ. Việc này sẽ hạn chế phần nào tình trạng chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Còn người dùng dĩ nhiên phải luôn tỉnh táo khi hình thức lừa đảo trực tuyến đang ngày càng phức tạp và tinh vi hơn.